Thessalonica nhất Đoạn 2 Hỡi anh em Chính anh em biết rõ rằng Chúng tôi đã đến nơi anh em Ấy chẳng phải là vô ích đâu Nhưng sau khi Bị đau đớn và sỉ nhục Tại thành Philip Như anh em đã biết Thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời Cứ rao truyền đạo tin lành Của Đức Chúa Trời Cách giản dĩ giữa cơn đại chiến Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng, giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đắn dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của đấng chris song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người hoặc từ nơi anh em hoặc từ nơi kẻ khác nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành đức chúa trời thôi đâu xong cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em, anh em còn nhớ công lao, khó nhập của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Quyên lân an ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời. Là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho không coi như lời của loài người, bằng là coi như lời của Đức Chúa trời, vì thật là lời Đức Chúa trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt trước các hộ thánh của Đức Chúa trời tại xứ Giu-đê, là các hộ thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hộ thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa là người đã giết Đức Chúa Giêsu và các đấng tiên tri đã bắt bớ chúng tôi làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa. Ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngọ cho được cứu, lại hàng đầy giải cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sao hết đã đến trên họ. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tôi xa cách, nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao Tìm phương để thỏa lòng ao ước Lại thấy mặt anh em Vì vậy đã hai lần chúng tôi Nhất là tôi, lô, Muốn đi đến cùng anh em Nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi Vì sự trong cậy Vui mừng và mạo triều thiên của chúng tôi là gì Há chẳng phải là anh em Cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta Trong khi ngày đến sao phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy.